ตอนเรายังโจดองไม่เห็นมวยแต่ฉันไม่เห็นจองคอยว่าเยอะคือใหญ่ปีโปรเจกต์สตรัคเจอร์จังไม่เห็นนี้เยอะนั่งเรียนปีโปรเจกต์สตรัคเจอร์มวยหรือกับแพทเทิร์นนั้นได้มีชื่อว่าแทอมวีบีอมจังวีบีอมนั้นเป็นมาวีเปียปิ้งโมเดลวิวให้นั่งวิวโมเดลchúng như là thưa cái mình đặt sân tất căn ông vì ông chơi sạc chờ lắm hay là bạn dương thời cap ở chơi sạc chờ vì pí dương là xoay vô pí tá ấm vì hay vì ấm lắm ban này thằng mạch dương phở sầm mẹp thưa kế vì chị ấy hay dương phở về mạch và tao nói tiếp cứ cap sạc cho học nia được biên component tặng ông bên này thang một đế cho học chỉ mỗi năng dù mà đem mấy hay job cho mỗi năng bây giờ mấy chứ nên không project nó dân bay chạy resort xem cái này tự tàn này chứ mà thằng Châu đã đo cap ở trên structure được có pattern đôi dân thua hôm vừa hỏa đón thì chỉ dân practice hỏa đón này ở lâu dân mơ project dân muốn dân thua bị đây tục phí đó dân bởi cả service dân bởi cả activity dân bởi cả một đề class dân bởi cả cái đó nhưng không resort com dot example dân tặng ông chứ là nắng càng nghĩa dân hoàn thật vơ ta mà chúng mình tối chỉ hoàn thật tiên data p api môi vấn ta thiết bật dân vơ em tên tớ scope về thông chừng nặng business logic về chọn chừng nặng vì mình simple đôi đào vậy dân kết đây chứ là cái này càng nghĩa dân miên chọn dân thở vật cát resort chọn chúng tôi nên cái lại layout đây chứ có dân thờ bậc cao chờ này chứ đồng bây ở dân số maintenance cứ dân follow the time best practice project structure cứ dân thờ bậc cao nên cái lại layout layout nó cũng tự đặt trong bộ activity dân thờ tận nam viên mạch fragment nam viên mạch mình nói nam viên mạch hay là ta bo recycler ví dụ dân thờ đặt viên mạch mình bị ở trong mặt chứ nhưng còn đặt mơ khi vơ nâng tới đại kia phở phía trớn dương ách đằng mà ai mua thủ quyền sân đại dương thờ phở ở trên xác chớ thì pi nó cứ nó bê đại dương mình ở trên xác chớ cho ba lúa ok hoặc hai dương châu ta lại mua thực dương thực phơ rồi developer nó lại mua chẳng thật dương tới thông mình áp mà ta dương thờ tại develop app thơm mấy và xin dự develop app thơm mấy vì vậy sao chỉ phải nhà hàng và đáp bản thân dự dân develop app to bình kì dân kịch mạch bản thân dự project structure app bỏ kéo mình project structure mà chân dân hồn vì còn trong mơ screening mối dân thử tờ hộ cô tờ search bỏ kì chân cái này dân tờ maintenance app kế thì mối tờ mơ project structure kia dù tờ mơ flow bỏ app kia dù bản dân maintenance bỏ kia cả chân cái này dân miên cái lấy môi là cầm nó cho ban lo chia ruộng này mình nuôi tu tư đại quát ở xa phở nữa dương bậc cao thì chỉ một đèn môi trắng là này hát thơ nè trắng với thơ ao ấy nạp xe chết nghe sủa chùa trắng dương sủa mà thằng này trắng trong bố ca thơ ao maintainable app lắm vì hiện bà bạn vì hiện challenge là nhưng còn là thơ app ở Việt Nam vì ở sao bằng hè bằng hè cứ dương thơ ở phía maintainable vấn đề tập bây giờ mình ba nhà hát miền bắc rồi cả dân trong hội em muốn dân tăng tha dân nằm từ rô nó còn lại nè được dân bay chạy anh nói việc bay nó chia thế nào hiện môi chứ dân miền plong tộc ok chứ ông mà tháp plong tộc là nút ắt máu ắt sòng chứ nhưng còn là mới plong tộc nhưng đăng tham thì nó chưa mua ấy nhưng bạch từ xưa kê tha ông mẹ nó chưa mua ấy ắt máu ấy chẳng dân coi chứ nhưng coi là ta plong tộc tới dân hiệp project structure được bỏ dưới tới 8 pattern mùi mùi nhận tình chứ pattern vì miền trởn vì miền âm vì âm âm vì si tới 8 mà platform mà dương develop chứ chứ nằm bay thôi em bỏ dương maintainable cứ dương thờ ai define structure mùi cho bạn luôn hai mươi tiết dân cứ chạy activity cái lại là dân tiên
bind resort vô mau đã cho nó không làm bao nhiêu thật như extend the can app compare activity nhưng second time view rồi còn mỗi tiết nhưng set nhưng inflate resort bao nhiêu cho the can fragment chân cái lại nữa và dần dần nhưng chạy structure cho ba lót cứ nhưng at for business logic action này bởi cả môn chân nhưng nó không main activity bao nhiêu nhưng mình mau và cả retrofit object hay nhưng execute việc năng này chứ là nó viên mẹ chia best practice hay việc miền structure cho bạn rồi chứ cái này dương apply của structure câu tầng on nâng là dương thơ bẹp quan tâm chỉ môi năng khang data so rồi có business logic cứ dương tiền về trang p activity hay dương chia dương mà ở các class đã tam đã dương ai thơ bán cứ bay ra cho tam một nhiều mà viên include chúng lại nè để chụp tiền resort mà ở screen mới nãy dùng bài class mới nè tôi can đảm bài respond tôi can screen mới mới mà ok thì tiếp theo là khởi tham project structure dưới nhưng đặc biệt chúng không ca nhưng hở vô mà chỉ nói phần nắng cứ ai cũng thuộc về ở dưới tin tập hở project structure bạn rồi còn pattern ông bị bị ông chúng mình miên đây là những man mention chúng mình miên chọn ông VP ông VC rồi gọi ông VP ấm chúng pattern này là bởi trên kia nó cứ kế phở ông VP ấm tại sao đã vi fully support đòi Google hay vi miên first party library bao kì bây giờ thêm chúng muốn ông VP ấm nó vi miên Android JPEG component library chứ những ai cho tôi mơ bán cứ mà không nó xử lý bộ room này nó có vì chỉ Android JPEG component library đây room này đặc biệt chứ mình component chọn tiết đại biểu bằng cách máu đồng bay support ông vì âm sang chờ nè chứ mà kia chú chất phở vậy chứ cái này nhưng nó sẽ với cái môn ngồi gõ với thống chứ cái này vì support tới lợi mối anh đang bị thua ai dương số phở chứ mình library ở dương chờ chắc chẳng bùa ông vi bị âm pattern cứ dương vậy là dương dân khang những kế cứ bay cho mình tí muối cứ một đứa đại dương đồng mạng ơi âm nấc chẳng bùa ví ví dụ hai vi ấm cứ ví dụ một đứa chẳng kia ta dương ai add and repository đại ai đa tua chia single source nơi ca tiên là tam học bạn ok dương dương là khơi biến là cái lại nhưng bậc cao sắc chớ cho nên cái chia diagram diagram mà dương cứ trên mau pin vũ vũ một đỡ hay repository này nên slide mới dương ai ta dương ai bậc cao repository đã ai ta tua chỉ nổi phụ một đêm này remote data song này chương việc đào cái này lại như ban này model repository mùi remote data song chương như vậy chắc pi kháng khổm tư vịnh đôi nhiên thơ đã được đẹp con chỉ mùi năng đây được fit năng room đây được fit kháng API thôi chương kia ta lại nhé nhưng vợ đây được fit remote data song nhé web service rồi có dân bờ room đầm bay tiên trên máu vì đây tập bài thôi mà nói dân tiên máu dân mình thở bậc can một đề khác thôi chân bị thẩm ca tiên hay bị ai bậc can một đề khác ấy nó cứ thật nó không nóng repository chứ những ai bậc can repository mỗi cái đầu chân cái lại nha đại dương bẹp quan tơ chỉ muốn data shop cứ kê cho tơ hồ nó cái lại nữa còn lại nữa chứ repository cứ cái lại đại dương thưa ca chỉ mùi năng data source chứ data source về admin remote rồi còn local và to mà tiết dương miên view model nó đôi chỉ chỉ mùi cả đá môi chẳng mà để tham vía chỉ nẹp shop view tất cả repo view với ad thưa ca chỉ mùi năng repo to thế cứ viên mà thưa ca chỉ mùi năng view model hay view model mà thưa ca chỉ mùi năng repo to tiền chẳng cái này của tiêu hoa tham ví dụ nhớ ban cho một tông mùi một tông dương mình trang lọ in mùi trắng á
chúng mình edit username password chẳng cái lại view này cứ tục tục tạc hang ở đây để dương tiên vô mà user khơi nhỉ screen cái design nhờ cái inflate layout mà lơ activity nè đưa có refreshment chứ đầu tiên ở thay dương phơ login chứ cái nào bụt tông login nâng miên từ nào cái viết tập hợp dùng model chứ dương bỏ data từ miên username password chứ dùng model nâng còn là chia nạp shop rồi viên ví dụ mà cái này chẳng việc chia viên không ca tại tôn cái đẹp tỏa cứ vì tại tôn mà tháng dùng model dần tôn mất dùng model tại tôn mà can repository chẳng report chỉ cần lại nhập tục data source thôi chẳng việc chạp đam thôi ca chai tam miên username password thôi và dân chỉ biến nên là viên return được mình miên cái đó miên cái đó cứ viên return được mình chẳng return tới dân ai chạp mà nó thà bộ dân chia user đang miễn nhưng ở cái chỗ can home screen đó bộ dân chia admin thì việc ta ai đang call username được có password như thế chắc nó lại mà đúng nè mà đúng ví dụ model nè hay đang report nếu viên miễn nhưng mang vậy thêm viên support đa Google hay đang viên miễn first party library bảo kê nè chắc cái lại nữa cứ chỉ cái lại là ai thua dưỡng ở library nâng hỏi ai ai view observe mà căn view mà đang để bàn ok chẳng cần em về miền tây miền máu chẳng cần em thuộc bay chia username password nó hot hơn cái đó có về return mà mình chẳng vì ai true for chẳng đầu tiên ha và xin gì true nhưng mà update một dụ vào nhung cho tất cả hồ rồi có false nhưng load message error tất cả user chẳng đại cái nào flow bỏ viết cứ miền bình nắng chứng tập 4 giờ chúng ta đi view view model hay repository nè chứ là dân đăng flow về mùi mùi ấy tha vì thua cam bạch vì thua cam view view thua cam view model thua cam mau chỉ mùi năng repo ok chứng repo về IT data trên P database local và dưỡng rồi có API chứng cái này ba cái giá hai bên đường bị chun tới vĩnh tam flow rồi vĩnh rồi hỗ trợ đào ví dụ vĩnh chứng cái này bảo viết cho là cái dương vô phần năng sinh chỉ phô diagram flow viết miền tây hay màu rồi cho là dương ban copy structure diagram bảo viết hết dương mà copy giờ nó mùi mùi vĩnh hai ta ví dụ ní dương phở sẽ mẹ thua ấy dùng mà đơn ấy mẹ thua ấy repo sẽ mẹ thua ấy kì chân ví dụ vì cứ chìa phần này mối này à bỏ dưỡng là handle tơ lơ vậy là user gọi khơi vậy lấy tới cứ việc tục activity hay nâng fetchment chân thì tới đông bê đại dương và ca ai đập ca activity được gọi fetchment cứ dương đạo viên nó không ví dụ chúng dùng bằng cách package xem đẹp shop mà bị lừa đằng tiệt chúng dùng trang đọc bằng nâng tới bài hay vậy đại dùng xem đẹp note nè nhưng mà anh dạy muốn nâng tiền tái cứ dùng art tục business logic đôi lượng môn tế chẳng phụ cái execute retrofit đôi môn nâng chẳng phụ rule mê bản nâng cứ dùng đại nâng không ăn thêm thì cứ dùng tiền cầu trần chúng ta lơ câu nắng cứ handle ta lơ mà đó dân initialize ví dụ rồi chỉ find view by ID nắng dân handle on click ta lơ ấy muối dân chạm data bao thì tôi dân tới bao thời gian dùng mà đây cho nên cái lại nắng dân thua ca tập phần nắng ấy tin data dùng mà so tin data dùng mà so nắng dân vô đi giả trên mapi khang dùng mà đây mà to thì trong ví hiện simple với cách và thôi ôm mà thay home activity dương initialize ta UI component nó là home nâng dương set data tất cả UI component nâng tập bằng nâng hay dương handle interaction đi tuổi đôi dưới set on click ấy nâng chẳng biết cách tập thôi chờ
chúng tôi thì nhóm anh vậy chẳng cứ đi mua dương initialize view UI component nắng hai nắng display vậy cứ display data để dương tiên mà nè chẳng view nắng viết tiên data mà bị nè viết tiên mà bị view một đợt chẳng view lại ní viết mấy tài UI sọt chứ nó thòm đá dương do UI sẽ mẹp sâu data thôi chứ data lại nắng ba mà bị nè ba mau preview một đợt. Chứ những bạn chạy hiện tại nhỉ, cái này miền tả UI hay nắng, ca tin là ta mau ấy, hay được ta nắng, tin mau bị nát, tin mau preview một đợt. Chứ những từ mơ view một đợt được. Chứ cái ta view một đợt, cứ bị chia, như vậy đã tới video chung môn cái đạo rồi chứ, vì dương ở ví dụ bà dương trong thôi ca tới chỉ mồi nâng khang repo đưa con một đơn đó cứ chạy tôn tam dụ một đơn chẳng vì vì cái dạng chỉ nhận nâng cái tạo chẳng vì thời ca ấy cứ việc ví dụ thời ca ấy cứ ví dụ một đơn bòi nè chẳng vì bắt đầu đặt tá đa ví dụ tới ca trên pi repository nâng. Ở mà ta thời ca ly này đặt ta anh thì kho bà dương chẳng vô một số cứ view bài dưỡng tiên trên view một đề hay view một đề nó về từ tiên to pi repo thì chứ nó cái lại nó khi là tầm khăn bảo bia kháng cứ nơi chấm nói observe dưỡng tới nhưng mà hai line lại pi observe này cứ chấm nói cái lại nó khang gõ bằng support tất cả là first library bọc kia nữa first party library bọc kia cứ kia bắt đầu bọc hết data class mà bọc hết để ai ở UI bởi dưỡng observe bạn ủ tí ho mùi ủ tí ho xăm manh nhé observe lại nữa bên đây thầm mạch observe lại nữa đôi dưỡng sạch bực tốn nó lơ on click listener bởi dưỡng dưỡng chẳng làm bạn ấy dưỡng nó không nâng on click nó nhưng bạn cho được can interface bởi bực tốn hãy bị mình method on click hãy bị return ví dụ time màu dương anh ấy có điện như thế này bên đây thay button dot set on click listener bên đây thay button màu dương chăm start tên lửa event ấy mỗi ca lang tên lửa button này còn là nhóm chốt phim chốt tập liếm bên đây thay cái lại này dương override method nâng nâng được tua bàn hãy bị nặng đà cái lại này được như thế này ví dụ dương là reference tất cả những dùng model ưu tiên hai nhóm thực cá article nhóm thực tiên màu ấy chân thơ mất đầm bây đăng thay data màu bình anh đăng đôi chỉ call.enqueue bỏ retrofit chẳng chứ mà nhóm dễ thay nó không nâng cứ bộ phê bộ interface callback nâng cứ dân phở trở nó không nâng rồi chứ ưu tiên thay mình data mua data để tiên trên preview model thì ưu tiên thay dưỡng trong tiên data article mà tặng mà chứ dùng mà đấy là tiên to thì tiên hỡi viên đang thời return mà mình chứ cái nào viên return mà quên nè dưỡng thời máy đầm bay ví dụ dưỡng đăng thay data ban hỡi chứ với miếng class mà bọc hết để thưa ai ở dưỡng để ai ở dưỡng đầm đầm ở bên này dưỡng observe dưỡng track thay data nó ban mà này chứ mà lại nâng cái gì theo ví dụ cứ ai observe tới lớp view model ok chẳng ai observe ban tam vậy kì trong pua button mà dương chẳng dương đăng tha user có click tới lớp button nâng đợi dương đặt set on the listener chứ anh ấy được nghĩa cứ kê phở like data chứ nhóm chi dương hiệp thiệp tất cả những button với xa manh kháng kì button ai đăng thay user click cái này do đặt set on click listener đấy user nó click dương ai ai handle ban này do đăng thay có click chứ dương set on click listener dương override function nâng tới method bậc kế dương đăng đăng anh ấy được cái này cái này dương cái tham vũ thứ ca chỉ muốn dùng model này dương bật tới để phân tán nó bây đại dùng model ban để tam mau vĩnh thơm mấy bán ví dụ nâng đăng chứ nâng ví dụ nâng đăng là sáng dương phở lại đặt tạ
chứng toàn quả nữa. Chứ chúng tôi lại data nữa. Vì cái chia data class holder mùi. Chẳng data class holder nữa. Vì ai thua ai kế ai observe việc bạn. Vì mình measure thì mẹ sật chẳng hạn. Measure bảo vì mình phí cứ sật vài dấu hay nóng phô vài dấu. Chẳng ai đọc measure nâng đá. Nẹ đã subscribe với, nẹ đã listen to can viên. Nâng tựa ban callback nâng. Chúng vi cho đây là cái measure đại dương đối dương bậc cao interface môi nó không adapter chứ user click callback nó đã cho nên được kia chẳng vì mình callback được kia chứ nhưng còn tại vô flow với mắt ha view thứ ca chỉ muốn view model đặc biệt mấy hơi dương đăng tha view model nó bởi kia máu tam vậy kì lại data chứ chúng tôi nó lại một đề cứ dương trong sống khăn tôi lưu đặt tài chứ mà đây nó cứ chỉ lại để dương tốt business logic đưa có specific code này để dương tin data trên MAUPI ai API đưa có local database hay một đề nó với mình tình hạ tình đóng cho chúng tôi nó dùng một đề chẳng vì ở ai thức ca chỉ muốn làm dụng tốt lắm này nó việc ban đưa chìa dương ở lấy cả thay dương trong về lôi á process này ca về lôi chẳng á dương thở phụ vì giải ca muốn đưa chìa dương trong về lôi lời bỏ giờ nó cứ flow từ căn cái lại kia dần hay chẳng mang cái lại nó về to tiệt cho nên tha vì user a từ căn user b cứ ở ai về từ căn cái to này chẳng biết từ căn cái domain mua từ đàn chẳng biết domain nó đôi view model chứ ví dụ trong từ căn mình model đồ chạy tôm tam view model vậy thấy đó ông mà ta nhóm trong vậy từ căn bị sọt và ta nhung vậy thôi anh vậy thôi to là nhung tập vậy nhung tập bằng mình nào vậy ta chui vẹp quạt phong tha chui xua quạt long tha ngả tật ní ta đau lên anh chẳng tập về vì sốt quạt tha quạt đá chẳng vì sốt có vẹp mình nè mình nát con một vẹp nhung mình ok chẳng trong vẹp quan nia to dương ở nhẹ tần nóng nia tiết cứ dương tẹt tông chẳng cứ bày nè nắng cứ ta tam nằm đợi cứ ra cắt flow đằng bàn này chúng ta có sai mất những bạn mention tham những ai này chỉ là cái bậc cao tha repository mới đọc chúng ta model rồi có cái lại này những tin người ta mà ok chẳng cái lại nó bản thân gì mơ tới lời cho nói những gì của bạn vô chẳng chăm mơ nó cái lại của check sắc chờ bên những bậc cao nhưng nó bị vô chẳng ở trong khỏi bộ viết cứ cái lại nó cứ chỉ khi mới đá chế đại diện cảm trong khỏi cứ ban đi tham ví dụ không dùng được cái cam dùng model hay viết to thì mà chẳng hay viết năng return back to win nơi chậm lại mình thay chậm lại kia giờ sẽ còn nổ cứ viết năng return to win rồi hỗ trợ đo ví dụ cho về mình tới bên máu hay chỉ nói scan một tiết cứ cái thang when traversing down hierarchy nó này diagram bên nó upper class has a direct reference to its child cho chúng tôi diagram mỗi nó cứ ai kế chia upper class ví dụ chia upper class
chúng mình miễn reference bao view model miễn reference bao report chúng report anh miễn reference bao view model ban thế thì tức hiệp manager parent child chẳng anh ấy parent anh ấy child anh ấy parent bao report chúng report anh ấy child bao view model anh ấy child bao view toàn lại nữa chứ dân chỉ làm mà vô ví dụ vô mọi nên chỉ lại nó không dùng một đéo ọt nào cái còn làm phải chạy gặp dân chứ đúng. Ok chân chọc vua ông vi về ông em phân nắng lại này cho toán à, xua vâng.